Xin chào các bác. Hôm nay em giới thiệu cho bác mẫu bật lửa móc khóa hình viên đạn. Này, đây là đầu móc vào móc chìa khóa này. Để dùng cái này thì mình xoáy cái này ra các bác nhá. Xoáy ra. Đấy, mình quẹt lên cái thanh ngang này. Đấy, rất là nhạy lửa cực kỳ luôn. Cái này khó tắt lắm, để tắt là các bác ấn vào đây. Đấy, nó sẽ tắt. Đó, chưa? Đấy, có nhạy không các bác? Rất là hay. Các bác lưu ý này, cái móc khóa diêm xăng hình viên đạn này em không có bán, em sẽ tặng cho bất kỳ bác nào mua chiếc bật lửa Zippo chính hãng bằng đồng. Đây, bật lửa Zippo chính hãng bằng đồng tái bản là 1941 các bác nha. Đấy, đây là Zippo tái bản là 1941. Đấy, các bác có thể nhìn mộc đáy của nó. Đấy, sản xuất năm 2016 nhưng mà cái part này là part bản quyền năm 1941 các bác nhá. Đây là hàng tái bản. Đấy, rất là đẹp, 4 chấu. Đấy, các bác có thể nhìn bên trong. Đấy, tái bản năm 1941. Đấy, vỏ và ruột trùng năm trùng tháng luôn các bác nha. Rất là hiếm đấy. Rất là hiếm các bác ạ. Đấy, các bác có thể nhìn. Đây là chiếc Zippo chính hãng. Các bác nhớ là Zippo chính hãng thì cái bánh đá này rất là sâu và chéo. Đấy, rất là đẹp. Còn hơn nữa là cái bấc bên trong sẽ có một cái sợi vàng như này. Đấy, còn cái cò này, cái lẫy này rất là đẹp và chuẩn. Đấy, các bác nhìn chi tiết thấy chưa? Đó, sản phẩm Zippo chính hãng này bên em bán bao gồm cả phí vận chuyển là 650.000 các bác nhá. 650.000. Đấy, tặng bất kỳ bác nào một chiếc móc khóa diêm xăng hình viên đạn, móc khóa diêm xăng hình viên đạn như thế này. Đấy, tặng bất kỳ bác nào móc khóa diêm xăng hình viên đạn như thế này. Đấy, rất là nhạy. Đấy, sản phẩm. Cái chương trình này thì áp dụng 8 ngày. Hôm nay là ngày 20 tháng 2 thì hết tháng 2 thì bên em sẽ dừng chương trình này. Bác nào muốn đặt hàng thì gọi điện đến số 0466509888 hoặc vào website deva.vn các bác nhá. Đây, website deva.vn. Cảm ơn các bác rất nhiều. Đặt hàng nhanh các bác nhá.